Cô chú chị khách hàng nhá, em lên sóng giới thiệu cho cả nhà mình một phôi gốc chắc đỏ đen 25 cân rất là đẹp luôn. Quân nhiều người này. Đục đẽo bao vít nó có bị bỏng xíu đây mọi người nhá. Một thằng dày lắm. Đây, rất là dày. Cái đế này mọi người nhìn phải dày lắm luôn nhé, phát bừa chuột luôn. Còn mặt trên này là đục vô tư, dưới là đục vô tư. Đấy. Vân thì quá đẹp. Đấy, để nằm này cho mọi người nhé. Thấy như thế này luôn. Đây có chiều cao tổng thể được 1 mét. Ngang qua đây được 48 phân rồi. Chiều rộng qua đây được 35 phân. Đây sang đây cũng 35. Mà tới đây, tới cái khe giữa này là 23 rồi. Đéo bao đây. Thân này chỗ đây đường kính là 11 dễ. Chỗ này 7. Đang lên trên đầu đây. Dày này. Từ đây lên này 34 phân. Nói chung là cũng đẹp. Đục bao đẹp. Đục cái gì cũng đẹp. Chim chóc hoa cảnh bức tượng nhỏ ngồi đây mọi người. Rất đẹp. 25 cân. Cô chú chị là thiện chí cho chắc đỏ đen này với em nhé. Gần như là tinh lõi. 3, 3, 8, 9, 1, 8, 9, 1.